Ba mẹ và các bạn đã đến với chuỗi video hướng dẫn bài tập về nhà cùng Amanda English. Và hôm nay chúng ta đã đi đến Unit 5, I can do it. Và không chờ đợi hơn nữa, chúng mình sẽ bắt đầu luôn. Lesson 1, Vocabulary. Let's go. Hôm nay thì chúng ta sẽ có khoảng tầm 6 cho đến 8 từ mới. Alright, let's go. The first one, listen please. Catch. 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 Can you spell it? Bạn đánh vần nó giúp mình nào. C-A-T-C-H. Catch, catch. Ở âm này thì mọi người lưu ý giúp cô này, đó là âm a, mở rộng miệng a, catch. Âm cuối cùng này mọi người chú ý giúp cô này, đó là miệng của mình phải chu ra, miệng của mình phải chu ra, đẩy hơi ra ngoài, catch, catch. Nó có cái âm cuối, chú ý giúp cô nhé, âm cuối này. Đó, phát âm nào. Cong môi lên, đúng rồi, giống như đang nói chữ xì. Catch, catch, mở miệng rộng nào. Catch, good. Alright, C-A-T-C-H, catch, catch. Catch, catch. Good, what's next? Climb, 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 climb. Climb, từ này tránh trường hợp đọc là climb các bạn nhé. Ở đây thì âm k, 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 k. Cl, mình cần phải đọc liền hơn, liền mạch ra nào. Cl, 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 climb, climb, âm I'm, chúng ta sẽ mở rộng miệng ra. Climb, climb, listen again. Climb, climb. Climb, C-L-I-M-B, climb, climb, nhớ là phụ âm đầu này, phụ âm ghép chúng ta ghép thật là nhanh vào nhé. Cl, cl, climb. Good, what's next? Jump, 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 jump. Rồi, trong từ này, bình thường cô thấy các bạn hay đọc là jump, đúng không? Tuy nhiên cái âm đầu tiên này, J says, j, 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 cong môi lên, rung cổ họng, j, j. J, đúng rồi, jump, 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 đúng rồi, cong môi lên nào. J, 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 chính xác. J, j, jump, jump, mím môi vào cái âm cuối cùng này nhé. J, j, jump, chú ý khẩu hình đúng thì âm này ra nó mới đúng được này. J, j, jump. Okay. Rồi, phân biệt hai cách đọc nhé. Cách một, răng, cách hai, jump. Cách một, răng, cách hai, jump. Sẽ thấy được sự khác biệt rõ ràng đúng không các bạn? Nên chú ý này, khẩu hình miệng, cái miệng của mình phải để đúng thì chúng ta mới phát âm đúng hôm nay nhé. J, j, jump. Cong môi lên, rung cổ họng. J, j, jump. Okay, what's next? Okay. Kick. 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 Âm này thì khá dễ đúng không? Kick. Tuy nhiên có âm đầu và âm cuối giống nhau này. Khi mà bật, đặc biệt là âm cuối, các bạn chú ý bật ra nhé. Kick. Kick, kick. All right, good work. What's next? K-I-C-K, kick, kick. Good. Ride a bike, ride a bike, ride a bike, ride a bike. Ở đây thì người bản xứ ở trong cái file nghe này, người ta đang đọc rất là chậm. Thì mọi người chú ý này. Ride, âm cuối cùng là âm d, d. Ride a bike, bike. Ở đây thì các bạn cần chú ý những điều sau. Cô sẽ đổi màu. Thứ nhất đó là âm này, chúng ta cần phải chu môi lên. R, r. Ride, ride. Chu môi lên. Nào tiếp tục. B, b. Bike, bike. Tuy nhiên ở đây thì khi người ta đọc chậm thì người ta sẽ đọc là ride, ride a bike. Khi mà đọc nhanh thì người ta sẽ nối âm này, âm d sang bên này, mình sẽ có là ride, ride, ride. Đó, nối âm như thế sang nếu như chúng ta nói nhanh nhé. Thay vì mình đọc là ride a bike thì mình sẽ nối sang mình đọc là ride a bike, ride a bike. Ok, chú ý âm r phải chú miệng lên nhé. One more time please. Rồi chúng ta đọc lại cùng cô một lần nữa nào. Ride a bike, ride a bike, ride a bike. Good. What's next? Sing, sing. Rồi, từ này tưởng chừng như rất là dễ nhưng lại khá nhiều bạn đọc nhầm từ này. Mình đọc là sin hoặc là sun. Ok không nhá? Âm này có chữ g, chữ n và chữ g cuối cùng thì mình mở miệng khi đọc giúp cô này.
gần giống chữ ng của tiếng Việt nhưng nó không phát âm ơ nhá. Xin, mở miệng xin, không phải là xin. Xin là ngậm miệng mất rồi, hoặc là xin thì chúng ta ngậm miệng rồi, âm này phải mở miệng ra nào. Xin, xin, mở miệng ra đúng rồi. Xin, chính xác. S-I-N-G, xin. Good, what's next? Swim, swim. Từ này cũng rất là quen thuộc đúng không? Tuy nhiên cô nhắc thêm đó là rất nhiều bạn đọc là swim. Hai phụ âm ghép này mình cần phải đọc nhanh hơn, chứ đọc như thế là chưa chính xác đâu. Swim, 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 good, swim, swim. Đọc liền hơn là giúp cô nhé. S-W-I-M, swim, swim, good, what's Throw, next? throw, throw, throw. Good. Vậy từ này đọc như thế nào đây? Nghe nó hơi phức tạp một xíu đúng không? Thứ nhất nhá, ở đây có chữ TH, mà cứ có chữ TH chúng mình cần phải, chính xác, cần phải đưa lưỡi ra bên ngoài. Rồi, chú ý theo cô nào. Lưỡi đưa ra bên ngoài, hai răng chạm nhẹ vào lưỡi, cong môi lên. Đúng rồi, làm sao mà khi bạn để tay trước mặt này mà đọc cái âm này nó thổi một luồng hơi ra thật mạnh mới đúng nhở? Ui mát tay quá. Ừ, có luồng hơi ra mát tay thì mới là chính xác nhá. Cong môi lên chứ đừng chạm môi vào. Chạm môi vào thì nó sẽ bị kiểu giống bị đóng vào ấy, đóng vào là hơi nó không ra được. Cong môi lên. Đúng rồi, tiếp theo âm R. Chu môi. Row, row, row. Vậy ghép vào chúng ta có throw, 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 throw. Chú ý khẩu hình nhá. Khẩu hình đẹp, khẩu hình chính xác thì đọc âm này dễ dàng thôi nào. THROW, throw, throw. Good, what's next? Oh, now tell me. The first? Catch, Catch, good. And the next one? climb, Climb, good. Next? jump, Jump, chú ý khẩu hình âm đầu này. J-j-jump. And how about this one? kick, Kick. Good. This one. ride a bike, Ride a bike. Good. What's next? sing, Sing. Mở miệng. Good. swim, Swim. Okay. Đọc liền nhé. throw, Throw. Đó, đó là toàn bộ từ mới của ngày hôm nay rồi. Ngoài cái việc đọc chính xác ra thì các bạn còn phải viết được chính xác những cái từ này nữa nhé. Ok, và đây là bài tập về nhà của các bạn. Đó là chúng ta sẽ phải thuyết trình một cái chủ đề này. Tuy nhiên ở đây thì cô đang bị nhầm cái chỗ này nhé. Các bạn sửa lại giúp cho cô này. Chỗ này sửa thành jump. Ok, rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn phần thử thách bài tập nhé. Hello, my name is Sang Huệ. I'm 6 years old. I'm happy today. I can catch. I can climb, I can jump, I can ride a bike, I can kick, I can swim, I can sing, and I can throw. Ở trên lớp thì các bạn đã được cô giới thiệu I can nghĩa là gì rồi đúng không nào? Alright. Và chúc các bạn hoàn thành thử thách bài tập về nhà thật là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Bye bye.